Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm tắm trắng mới của Loré, đó là tắm trắng tuyết đá. Và đây là một sản phẩm tâm huyết nhất của Loré dành cho các bạn. Đây là một set của nó nha, hộp có hình cánh bướm. Bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Bên hông của hộp có hướng dẫn sử dụng rất là kỹ và thành phần, nơi sản xuất và số lô. Và một set như thế này thì gồm có 4 tuýp. Tuýp đầu tiên là sữa tắm dưỡng ẩm. Tuýp thứ hai là tinh chất tuyết làm trắng. Tuýp thứ ba là ủ trắng chiết xuất trà xanh. Và cuối cùng là serum tạo biển. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của set tắm trắng tuyết đá này nha. Đầu tiên là các bạn sẽ tắm sạch toàn thân bằng một lượng sữa tắm dưỡng ẩm. Sau đó mình sẽ lau khô người. Là trẻ hóa da kích trắng, mình sẽ trộn đều hai tiếp ủ trắng chiết xuất trà xanh và tinh chất tuyết làm trắng lại với nhau theo tỷ lệ 1/2 và 1/4. Đây là hỗn hợp mà mình đã pha sẵn nha. Massage đều hỗn hợp này trên da từ 5 đến 10 phút. Chúng ta sẽ chà kỹ ở những vùng bị thâm và đen nhiều, như là cùi chỏ, nách và bẹn. Sau đó tắm lại với nước sạch và lau khô người. Thứ ba là trắng hồng, các bạn sẽ sử dụng một lượng là ủ trắng chiết xuất trà xanh. Sau đó chúng ta sẽ để bao tay vào, lấy hỗn hợp thoa đều lên da ở những vùng cần làm trắng, trừ những vùng mà trầy xước và có vết thương bị hở. Để hỗn hợp trên da từ 20 đến 30 phút, sau đó sẽ tắm lại với nước sạch và lau khô người. Cái bước này chúng ta cần phải đeo bao tay, bởi vì cái sản phẩm làm trắng nó thường sẽ dính vào kẽ ngón tay gây bị kích ứng và nó hơi bị tê tê vào ngón tay, nên là các bạn nên cẩn thận là sẽ đeo bao tay vào. Sau khi đã đợi cái này từ 20 đến 30 phút rồi thì các bạn sẽ tắm sạch lại nha. Bây giờ mình sẽ lau luôn. Cái này mình chưa để được 30 phút đâu, mình để chắc được 10 phút. Để mình thử luôn. Mình đã đợi hỗn hợp này từ 20 đến 30 phút thì mình đã rửa sạch lại bằng nước. Các bạn xem da mình lên tôn đây. Vùng này và vùng này đây. Nãy mình test ở chỗ này. Rồi, bước cuối cùng là mình sẽ thoa serum tạo biển.
Ngoài ra để làn da của mình luôn được trắng hồng rạng rỡ thì các bạn nên tẩy tế bào chết bằng này của L'Oreal 300.000 một tuần từ 1 đến 2 lần. Mỗi tối dưỡng kem body, hũ này là 280.000 và tắm trắng tuyết đá. Mỗi lần tắm cách nhau ít nhất 7 ngày, như vậy làn da của mình sẽ luôn được trắng hồng rạng rỡ. Một set như vậy trị giá 500.000 sẽ tắm được 2 lần nha các bạn. Các bạn muốn mua hàng thì các bạn Facebook của mình là Châu Huỳnh, số điện thoại của mình là 0164 3318 311. Mình sẽ free ship toàn quốc.